kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bất động sản 24 giờ trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc Cam lộ La sơn với tổng mức đầu tư trên 7.600 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài 98,3 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị dài 37,3 km. Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài 61 km. Tổng mức đầu tư dự án trên 7.600 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp theo thiết kế. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang qua đoạn hoàn chỉnh 23,25 m. Trong giai đoạn đầu, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng nền 12 m. Ngoài ra, toàn tuyến còn có 10 điểm làn đường rộng 23 m để làm các điểm tránh xe chống ùn tắc. Các điểm tránh xe này dài 1 km, cách nhau 10 km. Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự án thành phần đoạn Cam Lộ La Sơn có ý nghĩa quan trọng khởi đầu cho việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Dự án đi qua hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của hai tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh nói riêng và khu vực Trung Bộ nói chung. Thưa quý vị, mới đây, dự án mở rộng tỉnh lộ 746 đoạn từ ngã ba Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên đến ngã ba Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khởi công. Việc nâng cấp dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Theo đó, công trình này sẽ kết nối với đường cao tốc Tạo Lực, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng và vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa và các đầu mối giao thông quan trọng như sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Thị Vải, vân vân. Tuyến tỉnh lộ 746 dài gần 12 km được nâng cấp, mở rộng lên 38 m với 6 làn xe nhằm kết nối vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó chi phí xây lắp 500 tỷ đồng, còn lại là tiền giải phóng mặt bằng. Như vậy, dự án sẽ giúp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội không chỉ ở tỉnh Bình Dương mà các địa phương lân cận. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dài gần 200 km, vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2024 hình thành sau 4 năm. Thưa quý vị, những ngày cuối năm bận rộn, hình ảnh các dự án hoàn thiện nội thất hay thi công vượt tiến độ để bàn giao nhà cho khách hàng kịp đón Tết năm 2023 đã để lại những dấu ấn giữa bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng. Ghi nhận tại công trường cho thấy, nhịp thi công cận Tết vẫn diễn ra khá nhộn nhịp ở một số dự án Bên cạnh các dự án thi công phần thô, thì không ít dự án đang hoàn thiện với tốc độ chóng mặt để bàn giao nhà cho khách hàng kịp đón Tết. Trong bối cảnh nhiều công trình dừng việc vì khó khăn, hình ảnh công nhân ở một số dự án vẫn đang tấp nập thi công cho thấy niềm vui của những ngày cận Tết nguyên đán. Nhiều chủ đầu tư có dòng vốn tốt vẫn đẩy mạnh tiến độ, hoàn thiện các khâu cuối cùng của dự án để bàn giao nhà trước Tết. Ngược lại, không ít chủ đầu tư đã cho các đơn vị thi công nghỉ dần từ hơn một tháng trước khi tài chính rơi vào khó khăn. Có thể thấy, thị trường bất động sản đang được giữ nhiệt bởi không khí thi công luôn nhộn nhịp của dự án. Nhu cầu ở thực cũng có xu hướng tăng lên vào cuối năm. Theo đó, lợi thế đang nghiêng về các sản phẩm sẵn sàng bàn giao, có thể vào ở ngay. Đây là diễn biến tất yếu của thị trường bất động sản hàng năm khi dòng tiền bắt đầu đổ về từ các khoản lương thưởng, đầu tư, tiết kiệm. Thêm vào đó, tâm lý chung của người mua nhà là tìm trốn an cư trước thêm năm mới để kịp thời vào trang trí đón nhà cửa đón Tết. Tuy vậy, năm nay có phần đặc biệt hơn mọi năm vì thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng. Kinh tế khó khăn khiến thu nhập của nhiều người sụt giảm, ảnh hưởng phần nào đến sức mua bất động sản nói chung dẫu vậy nhu cầu về an cư vẫn rất lớn trên thị trường nhà ở đại diện CBIE Việt Nam từng nhấn mạnh mua bất động sản cận tết người mua được hưởng lợi nhiều điều thứ nhất cuối năm là dịp nguồn cung bất động sản gia tăng thế nhưng thông thường mọi người sẽ có tâm lý ít đi mua nhà vì tâm lý tích lũy tài chính chuẩn bị đón năm mới và công việc khá bận rộn nhưng đây chính là cơ hội cho những người đi ngược lại Người mua sẽ giảm được sự cạnh tranh và dễ dàng chọn mua được căn hộ như ý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.